Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương, tòa án hạt Quecasa, bang Quecosin của Mỹ đã kết án Darren Bruce, người điều khiển chiếc SUV lao vào đoàn diễn hành Giáng sinh ở bang Quecosin năm 2021, 76 tội danh, trong đó có 6 tội cố ý giết người cấp độ 1 và 61 tội thiếu cẩn trọng gây nguy hiểm. Tổng cộng, Bruce đã lĩnh 6 bản án trung thật. Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2021, Lúc điều khiển chiếc Ford Escape màu đỏ lao vào đoàn diễu hành Giáng sinh ở trung tâm thành phố Wakasa, bang Wisconsin, Mỹ, vụ việc khiến 6 người thiệt mạng, gồm một bé trai 8 tuổi tham gia diễu hành và nhiều người khác bị thương. Tại phiên tòa, Rook khai bị bệnh tâm thần từ khi còn nhỏ và không định lái xe vào con đường diễu hành. Nghi phạm gửi lời xin lỗi tới hàng chục người đã bị thương và những người mất đi người thân trong vụ việc. Tuy nhiên, Brook không giải thích động cơ điều khiển chiếc SUV vào đoàn diễu hành. Thẩm phán Jennifer Doro tuyên, Daria Brooks Jr. án trung thân không ân xá. Bà đã dành một ngày trước phiên tòa để đọc thư của hàng chục nạn nhân.